Ra đời rất sớm để mà buông ba, cố gắng cũng vì mẹ và công cha, không để bản thân ta phải xa ngã, một phút giây cũng không được buông thả. Thì ai nằm, thả thì ai hưởng. Bạn đứng lên, đứng lên cho mình nhờ xíu được. Ok, lấy số bát lên cho bạn nào. Ok, được rồi, cảm ơn. Được 7 bạn. Được 7 bạn rồi. Để em xem lại lượt. Ok, cảm ơn bạn. Okay. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình vừa tuyển xong mẫu các bạn nam ở đây. Tiêu chí tuyển mẫu thứ nhất là chất tóc phải phù hợp, tức là đáp ứng được cho chương trình, cho show. Thứ hai là về chiều cao của các bạn, để các bạn đứng lên sân khấu không bị nhỏ bé mà lọt thỏ quá. Nếu mà tạo kiểu thì vuốt slick back ôm ra phía sau, ở xung quanh này cắt fade hay là cắt xanh cũng được. Có hình xăm không bạn? Dạ không, em không có hình xăm gì cả. Đứng lên mình nhờ xíu rồi. Ok, quay gửi cho ông. Bạn ngồi chờ xíu vào. Anh em tụi mình sẽ cùng nhau được xưng tên. Anh em tụi mình cùng nhau cố gắng, không để một ai bị bỏ lại ở phía sau. Phải luôn chia sẻ, luôn luôn mở lòng, luôn luôn hết lòng và luôn hết mình với nhau. Anh em chúng mình cùng nhau đi lên, không để bản thân trong trình chạy thấy trong trên. Gần phí cũng là quận 3 đúng không anh? Anh gần đó. Còn nãy giờ mình dậy chưa? Nhưng mà chưa này hả? Đúng rồi. Tuyệt vời. Vỡ lòng luôn á. Rất là vui khi mà mọi người dành thời gian đến đây để tham dự buổi lớp lúc lên lớp class của Google với cả anh Saipa. Tuyệt vời. Welcome. Yeah, well, I'm Saipa. I've been a barber for 8 years now. Used to work at Rotterdam as well as owner. Tên tôi là Saipa. Tôi đã làm nghề được 8 năm. Tôi đã từng làm tại Storm. I'm not like a hell to come over here because my dog bit my passport, so I almost didn't came today, but eventually I made it at the airport. Anh Saipa đang kể lại một cái kỷ niệm giở khóc giở cười của anh ấy ngày hôm qua, đấy là con chó ở nhà anh ấy gặp cái passport của anh ấy. Thế nên là anh ấy gặp một chút khó khăn trong việc xuất cảnh từ Thái Lan về đến Việt Nam. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay anh ấy đã có mặt ở đây. Người học hỏi được tên một số thứ nhưng mà mọi người đừng copy nhé. And I'm quite nervous as well, so you see some shaky hands, but it's gonna be good. So no worries. And I'm a little bit nervous as well, but it's gonna be good. You can see a little bit shaky hands. Và Saipa có hơi lo lắng một chút, có thể thấy là sẽ hơi run tay tí, nhưng mà không không sao. Anh nghĩ là anh ấy sẽ trộn một chút hair tonic của Rudo vào nước để làm cái dung dịch làm ướt tóc, cắt tóc. This is purely for the smell, so the customer likes, yeah, likes experience of the haircut. Các bạn có thể sẽ ngửi thấy cái mùi rất thơm của cái sản phẩm này trên chiếc tóc. I'm gonna look for the natural form of the hair. Yes, see exactly good what you're doing, so I always start with clipper or comb. Anh luôn sử dụng kỹ thuật cắt cây lược này để hình dáng cái hình của sọ đầu và cái đường tóc tự nhiên. Hiện tại anh em Tường đang có mặt tại công ty để chuẩn bị mẫu cho show ngày mai. Và hôm nay có anh Nguyễn Hoài Thanh bên Đông Tây Barber Shop, có bạn Đạt Cần Thơ và có anh Vũ Trí, và đặc biệt là có Saipa ở bên Jordan về đây để cùng lên kế hoạch cho kiểu tóc vào buổi diễn ngày mai. Các bạn cùng theo dõi video của Tường nhé.
Sản phẩm mình không mất. Gamma. 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 Italy. Powerful. Các bạn có thể thấy là anh Hoài Thanh anh đang tạo kiểu cho bạn mẫu ở đây. Đó, chất nghệ lắm. Còn đây là Saipa. Anh ấy đang thiết kế kiểu tóc của anh ấy cho buổi ngày mai. Và đây là bạn Đạt Cần Thơ. Sẽ mang đến cho mọi người một kiểu tóc rất classic luôn. Rất quý ông và cổ điển luôn. Em chào anh. Chào anh. Show technique em vừa về rút kinh nghiệm của lần trước. Thế thì lần này để lên sân khấu cắt. Ừ. Vâng. Tức là mình chỉ có một thời gian dạ vâng. Nhiều. Nhưng mà. Là còn một số có thể gọi là đánh bóng. Đây gọi là những sợi tóc bung chỉa. Tóc người châu Á mình rất là bung chỉa và cứng, nhưng Saipa xử lý rất là khéo léo, rất tuyệt vời. Đấy. Anh ấy đang bảo anh ấy đang gặp khó khăn ở cái phần bị bung, nó bị bung đó. Saipa chuốt lại để cho nó bung, nó nét hơn. Đồng chim slick back. Đó là một kiểu tóc được vuốt ôm hết ra phía sau, ép xuống và ôm hết ra phía sau. Long chim slick back. Và anh ấy đang làm ẩm tóc. Làm ẩm tóc để đường cắt chính xác hơn. Và trong nước đã có thành phần của hair tonic để định hình đường cắt nét. Chính xác, để định hình đường cắt chính xác. Tại vì khi mà sử dụng hair tonic ấy, không những có một cái mùi thơm rất là quý ông, không những có một cái mùi thơm rất là quý ông mà nó còn định hình cho thợ barber có cái đường cắt rất chính xác luôn. Nếu mà cắt cắt kéo, cắt tóc dài như này. Và bây giờ anh Saipa đang thực hiện đường chia tự nhiên. Đường chia tự nhiên theo đường hình vòng vành móng ngựa để phân khu. Và anh ấy trải hết tóc lên nhưng anh lại không sử dụng kẹp để giữ lại. Ở mình thì thường hay là dùng kẹp để giữ lại. Saipa đang đi khung ở bên trên. Ok. Ok. Đi khung sau đó cắt dần xuống phía dưới chân mai. Chủ yếu là cái cách cắt của Saipa là sử dụng tông với lược nhiều ở phần dưới chân. Thường thường chúng ta sẽ sử dụng kéo để chia chéo để cắt, nhưng Saipa sử dụng lược thực hiện những đường cắt chéo luôn. Mà cắt ở đây là cắt theo khoa học, cắt liên kết luôn, một vòng với nhau. Đó, cắt liên kết luôn, chứ không phải là thích kê theo bản năng là mình kê đâu. Những đường cắt chéo 4-5 độ như thế này là Saipa vẫn đang cắt theo điểm tiêu chuẩn đầu tiên đấy, cắt theo cái khung đầu tiên vừa nãy vừa mới đi đấy. Mẫu đây là Long Chim Slick Back. Xử lý qua cái phần xung quanh sơ như thế. Bạn ấy sẽ sử dụng một cây lược chi tiết bản to hơn để cắt phần chân tóc. Bạn ấy thực hiện đường chia chéo. Thực hiện đường chia chéo để cắt phần gáy trên. Could you pull this? Thank you. Okay. Vẫn là đường chia tự nhiên. Giờ bạn liên kết với tép tóc trên. Đường bắt dọc thôi, đơn giản đường bắt dọc. Bây giờ em phải nâng mảng tóc thấp. Bây giờ em phải đi mượn cái sản phẩm 340g để các anh ngày mai lên dùng luôn. Nếu mà anh chưa biết là hình dung ra được tốt. Tại vì anh kiểm tra cái đã chưa được. Hiểu cái sự chuyên nghiệp, sự chỉnh chu nó ở cái kiểu khác, nó khác hoàn toàn. Hello, chào tất cả anh em đang xem video clip của Tường. Hiện tại thì Tường đang có mặt tại trung tâm hội nghị quận 10,
chỉ vài tiếng nữa thôi là rural show sẽ bắt đầu. Và ở đây có một số anh em đến rất là sớm. Trên này, xong ban ngày đi học nhảy quận nhất này. Cái phong tục không. Chào mọi người, mình tên là Dương Minh Đạt. Mình đến từ DIT Barber Lassie Cần Thơ. Thì ngày hôm nay Đạt đến đây để tham dự cái show Rêu Giòn này cùng anh Tường và các anh em ở đây. Thì cảm thấy rất là funny và hào hứng. Rất là vui anh Tường ơi. Vui vì một sự kiện của Rêu Giòn rất là lớn này. Hôm nay nhìn anh Quyền chất quá. Một lát nữa anh em mình sẽ chạy hết mình nhá. Ok. Ok. Nhưng mà không ngờ là trong dịp lần này lại được gặp gỡ và giao lưu với anh Hoàng. Và mong rằng là hôm nay show anh em mình sẽ chạy hết mình. Hello, chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Tường đang có mặt tại sân khấu của Rural Show 2023 tại Sài Gòn. Và ngay bây giờ thì Tường cảm thấy rất là hồi hộp. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu buổi chia sẻ. Có anh Vũ Trí, Hoài Thanh và House of Babat. Và bạn Đạt và bạn Truyền. Các bạn cùng theo dõi video clip của Tường nhé. Đây là Saifa. Hey, nice to meet you. Ở phần xung quanh Sai thì Tường sử dụng kỹ thuật kê lược và Tường có chia áp dụng theo kỹ thuật 7 điểm chuẩn. Tường có chia thành 3 khu vực. Khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3. Và bên trái Tường làm ngược lại thì Tường xử lý phần xung quanh là thác bờ, kê lược phần thấp. Và phần trên này thì tất cả là Tường sẽ cắt tròn đều hết, sau đó Tường vuốt back ép hết ra về phía sau. Tất cả chỉ là niềm tin với nghề và mình quyết định đi theo nghề thì mình cố gắng hết sức nỗ lực để mình có được cái kết quả như hôm nay. Và mong rằng là những chia sẻ của Tường có thể là truyền được động lực cho các bạn. Cảm ơn nhiều.